Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui vì luôn được đồng hành cùng với quý vị và các bạn vào khung giờ 18 giờ hàng ngày để chúng ta cùng chào buổi tối. Hôm nay ngày 20 tháng 12, tôi là Lưu Phước. Còn tôi là Vi Dung và chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Kể từ 15 giờ chiều ngày hôm nay thì giá xăng đã tăng thêm 919 đồng một lít và đây cũng là lần tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Một khảo sát gần đây cho thấy có một tỷ lệ đáng kể các bác sĩ chẩn đoán chưa đúng năm bệnh cơ bản thường gặp, thậm chí không ít bác sĩ kê đơn gây hại cho người bệnh. Cùng tìm hiểu xem các bác sĩ này là ở đâu. Một nghiên cứu tại Mỹ đã chỉ ra rằng là bệnh nhân được bác sĩ nữ điều trị thì có tỷ lệ sống cao và ít phải tái nhập viện hơn so với được bác sĩ nam điều trị. 15 giờ chiều ngày hôm nay nếu đi xe máy thì mỗi người chúng ta sẽ phải bỏ thêm khoảng 3.000 đồng, còn nếu đi ô tô thì sẽ phải bỏ thêm khoảng hơn 40.000 đồng nếu muốn đổ đầy một bình xăng. Đó là do giá của mặt hàng này đã được điều chỉnh tăng mạnh với mức là 919 đồng một lít. Đây cũng là lần giá xăng tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Theo đó, kể từ 15 giờ chiều nay, giá bán lẻ xăng RON 92 ở mức 17.594 đồng một lít, tăng 919 đồng. Xăng sinh học E5 tăng thêm 800 đồng một lít. Các mặt hàng dầu cũng tăng giá mạnh khi dầu hỏa tăng 734 đồng một lít, dầu diesel tăng thêm 761 đồng một lít Còn dầu ma rút thì tăng 672 đồng một kg Theo bộ công thương thì bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày vừa qua đã tăng rất mạnh Do đó thì các nhà điều hành phải tăng giá bán xăng ở trong nước Như vậy kể từ đầu năm tới nay thì giá xăng đã trải qua 13 lần tăng với mức tăng tổng cộng là gần 6.500 đồng một lít Cùng với 9 lần giảm tổng cộng là gần 5.000 đồng một lít và 2 lần giữ nguyên giá Như vậy là mỗi lít xăng thì đã đắt hơn trước là 1.000 đồng. Và bây giờ thậm chí là trong ví của nhiều người thì còn không giữ những tờ tiền mệnh giá nhỏ như vậy. Bởi trừ những người mà hay phải đi chợ còn không thì những cái tờ 1.000 hay là 2.000 đồng thì chúng ta đều ít có cơ hội để có thể sử dụng hàng ngày. Vậy nên là xăng mà có tăng giá thêm 1.000 đồng một lít với nhiều người thì cũng không phải là điều gì quá quan trọng và đáng phải để tâm. Vâng nói như vậy thì không có nghĩa rằng là những cái tờ tiền mệnh giá nhỏ ví dụ 500, 1.000, 2.000 là không có giá trị. Tôi muốn kể cho chị một câu chuyện liên quan tới tờ tiền 1.000 thôi nhé. Đó là cuộc đối thoại giữa tờ 1.000 đồng và tờ 500.000 đồng. Lâu ngày chúng mới gặp lại nhau, chúng hỏi rằng là đã đi đâu trong suốt thời gian vừa qua. Tờ 500.000 thì kể là nó đi khắp mọi nơi, đi đến các sòng bạc, đến các quán bar, đến khách sạn vũ trường, trong khi tờ 1.000 thì nó chỉ cho biết là nó đi duy nhất một chỗ, đó là nó tìm giúp đỡ những cái mảnh đời bất hạnh. Câu chuyện rất là giản dị thì cũng cho thấy rằng là những cái đồng tiền dù là mệnh giá rất là nhỏ nhưng mà nó luôn luôn có ý nghĩa nếu mà chúng ta biết tiêu, biết dùng nó vào đúng cái mục đích và đúng chỗ vâng không chỉ phải chi thêm tiền để đổ cho đầy bình xăng các tài xế ô tô tại thành phố hồ chí minh tới đây có thể phải đóng phí để đi vào trung tâm thành phố đây là một giải pháp đang được sở giao thông vận tải tp hcm nghiên cứu và có thể sẽ được triển khai từ năm 2017 như là một biện pháp cấp bách để nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân theo như nội dung của đề án để giảm ùn tắc khu nội đô thành phố Hồ Chí Minh, cổng thu phí tự động sẽ được xây trên các tuyến đường ở quận 1, quận 3, quận 5 và quận 10 và ô tô phải nộp từ 30 đến 50.000 đồng khi vào trung tâm. Đại diện công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, đơn vị đề xuất đề án cũng đưa ra hai vấn đề cần phải giải quyết, đó là quy định pháp lý cho phép thu phí và hình thức thu phí. Đề án thu phí ô tô vào nội đô đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận từ năm 2010. Hai năm sau đề án chính thức được trình ủy ban nhân dân thành phố nhưng sau nhiều cuộc họp đã vấp phải rất nhiều tranh cãi nên là vẫn chưa được triển khai. Tôi vẫn còn nhớ là khi đề án thu phí ô tô vào nội đô được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra vào năm 2012, khi đó thì có khá là nhiều những cái ý kiến khác nhau liên quan tới cái đề án này. Có người thì đồng tình vì cho rằng là ô tô đi trên đường thì chiếm một diện tích khá là lớn nên chúng ta hạn chế ô tô thì đương nhiên là sẽ giúp giảm tắc đường. Tuy nhiên thì cũng có những người lại phản đối khi mà họ cho rằng là thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn thì có tới 5 triệu xe máy trong khi chỉ có 500.000 ô tô và chính xe máy mới là nguyên nhân chính gây ra ách tắc giao thông trong khi những cái phương tiện công cộng của chúng ta chưa có. Vì vậy nếu giải pháp thu phí ô tô vào nội đô thì sẽ không khả thi và cuối cùng thì khi mà đưa ra thì cái giải pháp này cũng không được triển khai và chúng ta cũng phải nói là cái đề án thu phí ô tô vào nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì cũng không phải là không có cơ sở ở quốc đảo sư tử Singapore là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã áp dụng thành công quy định thu phí đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông và giải pháp này thì ở đây cũng đã đạt được những cái hiệu quả rất là tốt giúp giảm khoảng 25.000 lượt phương tiện trong giờ cao điểm tốc độ tham gia giao thông thì tăng khoảng 20% đồng nghĩa với đường phố thông thoáng hơn sẽ giúp cho các phương tiện đi lại thì có thể thoải mái hơn và tất nhiên là để có thể áp dụng được cái giải pháp này ở Việt Nam của chúng ta thì cần phải có những nghiên cứu cụ thể về sự phù hợp chứ không phải là cứ thấy nước khác làm được là mình có thể sẽ học theo. Vâng và một thông tin tiếp sau đây thì cũng liên quan tới chính việc đi lại hàng ngày của mỗi người chúng ta. Đó là bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2017 thì sẽ có tổng cộng là 9 lỗi vi phạm giao thông sẽ bị xử phạt. Trong đó thì có những lỗi rất phổ biến và quen thuộc hiện nay mà chưa bị xử phạt như là không làm thủ tục sang tên đổi chủ, đi ô tô mà ngay điện thoại hay là không thắt dây an toàn. Cụ thể với hành vi không làm thủ tục sang tên xe chính chủ khi mua hoặc là được tặng phân bổ điều chuyển thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy thì sẽ bị phạt từ 100.000 đồng cho tới 200.000 đồng. Lực lượng chức năng cũng sẽ phạt mức tiền tương tự với người điều khiển xe ô tô mà không thắt dây an toàn. Đồng thời người được chở trên ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây khi xe chạy thì cũng bị xử phạt. Không chỉ thế, hành vi dùng tay để sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển ô tô trên đường thì sẽ bị phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng. Các lỗi vi phạm còn lại bị xử phạt chủ yếu liên quan tới vi phạm về tải trọng cầu đường và lỗi không có thiết bị in hóa đơn đối với taxi. Quay trở lại với một thông tin ở trong nước đang được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng mà đám cưới giữa danh hài Trấn Thành và ca sĩ Hari Won gần như là chắc chắn 100% sẽ diễn ra vào tối ngày 25 tháng 12 tới tại thành phố Hồ Chí Minh, đúng như là những thông tin đã dò dỉ ra từ trước đó. Ngày hôm nay thì cả thiệp cưới độc đáo và tin nhắn mời cưới khá là hài hước của cặp đôi này cũng đã được chia sẻ rộng rãi ở trên mạng xã hội. Sau khi những hình ảnh Trấn Thành và Harry Won cùng nhau đi chụp ảnh và thử áo cưới được chia sẻ trên mạng xã hội vào tối qua, ngày hôm nay tin nhắn mời cưới của cặp đôi này cũng được tiết lộ trên trang cá nhân của hoa hậu Thu Hoài. Trong tin nhắn thì chú rể Trấn Thành mở đầu bằng câu đó là đời em chỉ có một lần, sau đó là thông tin về ngày cưới và giờ cưới. Đặc biệt danh hài sinh năm 1987 không quên nhấn mạnh là tiệc cưới của anh chỉ mời 300 người nên là hy vọng người đàn chị sẽ đến tham dự. Cùng với tin nhắn thì đôi vợ chồng sắp cưới cũng đã gửi thiệp tay đến các khách mời thân thiết. Thiệp cưới được thiết kế với tông màu đỏ là chủ đạo mang phong cách của châu Âu. Bên ngoài hình ảnh Trấn Thành và Harry Won thì được thiết kế in nổi rất là đẹp mắt. Được biết là đám cưới của Trấn Thành sẽ diễn ra tại một trung tâm hội nghị lớn ở thành phố Hồ Chí Minh với an ninh được thắt chặt tối đa và hai người sẽ không làm các thủ tục truyền thống như là đám hỏi hay là lễ dương dâu. Có thể thấy là ngày nay thì các cô dâu chú rể Việt Nam đã học hỏi khá nhiều những cái truyền thống của đám cưới phương Tây, ví dụ như là váy áo, hoa cưới, phù dâu, phù rể, tuần trăng mật cho ngày trọng đại và có những cái câu chuyện về tuần trăng mật mà không phải là ai cũng biết. Tuần ở đây thì không phải là tuần lễ tức là 7 ngày như chúng ta vẫn thường hiểu mà đó là tuần trăng tức là một vòng của mặt trăng, tức là một tháng thì có khoảng 30 ngày. và chuyện kể rằng là ngày xưa ngày xưa thì có một thứ rượu ngọt được chế từ mật ong và những cái cặp tân lang tân nương của chúng ta thì mỗi ngày đều uống một thứ nước có chứa mật ong ở trong suốt 30 ngày đầu tiên, tức là một tháng sau đám cưới và họ tin rằng là điều này thì sẽ giúp cho cô dâu có thể sớm đơm hoa kết trái. Vâng, đó là một cách lý giải nhưng mà cá nhân tôi lại thích cách lý giải của nhà văn phương Tây từ hồi thế kỷ 16. Nhà văn này cho rằng từ honeymoon mà chúng ta dịch sang tiếng Việt là tuần trăng mật thì nó phản ánh rất là đúng cái bản chất của những cuộc hôn nhân đó là bao gồm honey nghĩa là mật ngọt ngào và moon nghĩa là mặt trăng thay đổi thất thường nó cho thấy là khi mới cưới nhau thì người ta tình cảm luôn mặn nồng đậm nồng thắm như mật vậy nhưng mà sau đó thì cũng thay đổi thất thường lúc mờ lúc tỏ giống như là mặt trăng vậy à, còn là người Việt Nam chúng ta vẫn thường nói rằng là sau trăng mật thì sẽ là vỡ mật bởi vì là các cặp đôi thì sẽ phải đối mặt với cuộc sống hôn nhân thường là hoàn toàn trái ngược không lãng mạn như khi người ta vẫn còn yêu nhau Vâng, khi mà chúng ta nhắc tới phụ nữ thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của những người rất là dịu dàng, tỉ mỉ và nhẹ nhàng. Có lẽ vì vậy mà rất nhiều bệnh nhân khi đến viện thì cũng thích được các nữ bác sĩ điều trị hơn vì tin rằng là sẽ được chăm sóc chu đáo hơn. Và thậm chí là một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ còn khẳng định là bệnh nhân mà được các bác sĩ nữ điều trị thì còn có tỷ lệ sống cao hơn là những bệnh nhân khác. Các nhà khoa học tại Đại học Harvard của Mỹ đã tiến hành phân tích dữ liệu của hơn 1 triệu người từ 65 tuổi trở lên từ năm 2011 đến năm 2014. Kết quả cho thấy là các bệnh nhân được bác sĩ nữ điều trị thì có tỷ lệ tử vong trong khoảng 30 ngày đầu nhập viện thấp hơn 4% và tỷ lệ bệnh nhân tái nhập viện sau 30 ngày xuất viện thấp hơn 5%. Lý giải sự khác biệt này thì các nhà khoa học cho rằng là có thể là do các bác sĩ nữ đã tuân thủ đầy đủ các quy tắc điều trị cũng như là tích cực trao đổi giao tiếp với bệnh nhân trong quá trình điều trị hơn so với các bác sĩ nam. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho biết là điều quan trọng của nghiên cứu này không phải là để tìm ra sự khác biệt giữa bác sĩ nam và bác sĩ nữ mà đó là hy vọng các bác sĩ nam nên xem xét lại cách giao tiếp cũng như là điều trị cho bệnh nhân. vâng khi mà nói về sự hấp dẫn của giới tính khi đề cập tới sự dịu dàng thì chúng ta sẽ có một cái sự mặc định đó là phụ nữ là luôn luôn có sự dịu dàng là một thế mạnh của mình nhưng mà có một sự thật là trong tình yêu thì sự dịu dàng luôn là thứ có thể mê hoặc được cả hai giới à, đã từng có người phụ nữ gọi điện tới cái đường dây tư vấn về hôn nhân gia đình và chị chia sẻ rằng là chị đã ngoại tình từ một lúc nào đó mà chị không hề hay biết chị kể với chuyên gia tư vấn là chồng chị là một người đàn ông rất là tử tế tuy nhiên thì anh này rất là cục cằn và rất là khó tính và chán nản vì cuộc sống không hạnh phúc thì dần dần chị đã phải lòng một người đàn ông rất là xa lạ mà chị không biết là từ khi nào. Và nguyên nhân sau này được tìm hiểu là bởi vì chị bị hấp dẫn bởi những cái cử chỉ, những cái lời nói dịu dàng của anh này với những cái người xung quanh mà những cái điều này thì thường là chị không có ở người chồng của mình từ sau khi cưới vâng có một số chuyên gia tâm lý thì cũng đã cho rằng là khác với trước đây thì mẫu hình của người đàn ông lý tưởng của những người phụ nữ ngày nay đã thay đổi rồi à, trước đây trong thời kỳ mà chiến tranh khói lửa hay là thời kỳ đói kém thì người phụ nữ cần một cái sự mạnh mẽ dũng cảm của người đàn ông còn trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì những người phụ nữ lại luôn đề cao và tìm kiếm những người đàn ông biết chia sẻ và tôn trọng chính cái người bạn đời ở bên cạnh mình à, trong hôn nhân khi mà mất đi sự ân cần quan tâm lẫn nhau qua những hành động hay là cử chỉ dịu dàng thì đó là dấu hiệu của sự đánh mất tình yêu và tất nhiên cái sự dịu dàng của những người đàn ông thì không phải là sự ỏn ẻn và nữ tính đàn ông dịu dàng đó là đàn ông biết quan tâm này biết chia sẻ chăm sóc cho phụ nữ là người biết mang hạnh phúc đến cho phụ nữ chứ không phải chỉ đơn thuần là đòi hỏi người phụ nữ phải làm cho họ cảm thấy hài lòng thưa quý vị nói đến y tế cơ sở là nói đến các trạm y tế xã trung tâm y tế hoặc là bệnh viện tuyến huyện bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến từng ví von là y tế cơ sở là xương sống của hệ thống y tế việt nam tuy nhiên thì xương sống này chưa thực sự khỏe Kết quả khảo sát mới đây do Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Y tế thuộc Bộ Y tế công bố đã đưa ra những thông tin rất đáng chú ý liên quan tới chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở. Và theo đó thì vẫn còn một tỷ lệ đáng kể các bác sĩ chẩn đoán chưa đúng 5 bệnh cơ bản thường gặp như là tiêu chảy ở trẻ em, viêm phổi trẻ em, lao, tiểu đường tuyếp 2 và tăng huyết áp. Và không chỉ có vậy thì báo cáo này còn chỉ ra rằng là vẫn còn một tỷ lệ khá cao các bác sĩ kê đơn có hại cho sức khỏe của người bệnh. Vậy thì cụ thể là bác sĩ ở những đâu đang ở trong tình trạng chẩn đoán sai và kê đơn gây hại cho người bệnh như vậy? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng tôi có mời đến trường quay của chương trình chào buổi tối ngày hôm nay Tiến sĩ Trần Thị Mai Oanh là Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế thuộc Bộ Y tế Và bà cũng chính là người đã phụ trách chính công trình nghiên cứu này vâng trước tiên rất cảm ơn tiến sĩ Mai Oanh đã dành thời gian đến với chương trình à, thưa bà là theo kết quả nghiên cứu mà viện vừa công bố vào ngày 9 tháng 12 tức là rất gần đây thì cho thấy những cái thông tin về cái việc là có những cái bác sĩ ở những cái tuyến mà đã chẩn đoán sai bệnh như vậy vậy thì đâu là cơ sở của cái kết quả nghiên cứu mà chúng ta đã đưa ra này vâng, xin chào bạn à, đây là một nghiên cứu mà do viện chiến lược và chính sách y tế thực hiện và nó được khảo sát ở tại 6 tỉnh à, điện biên hà nội bình định gia lai đồng nai và đồng tháp ở trên một cái quy mô tương đối lớn với cái số lượng cơ sở y tế là tương đối là nhiều bao gồm có 245 trạm y tế xã và 78 bệnh viện huyện và trong đó thì có 1.010 bác sĩ được phỏng vấn Thế thì cái kết quả nó đưa ra nó ở đây nó có cái độ tin cậy tương đối cao do cái phương pháp đánh giá được thực hiện nó rất chặt chẽ và khoa học Cụ thể là từ cái việc mà thiết kế cái bộ công cụ Ở đây thì cái bộ công cụ được thiết kế do các cái nghiên cứu viên có kinh nghiệm của viện cùng với chuyên gia của Ngân hàng Thế giới cái điểm thứ hai nữa là các cái thông tin được thu thập thì nó từ hai cái phương pháp khác nhau. Thứ nhất là phỏng vấn bác sĩ dựa vào cái bộ công cụ đã được thiết kế sẵn để hỏi về kiến thức và cái kỹ năng của bác sĩ đối với năm bệnh thường gặp. Thứ hai nữa là cái quan sát lâm sàng, đó là quan sát trực tiếp cái việc mà bác sĩ khám chữa bệnh đối với bệnh nhân. Và thứ ba nữa ở cái điểm ở đây cần phải nói đó là điều tra viên. Ở đây thì điều tra viên hoàn toàn là nghiên cứu viên của viện chiến lược và chính sách y tế cộng với các cộng tác viên và các điều tra viên này thì không phải là bác sĩ để đảm bảo cái tính khách quan về mặt chuyên môn và cái điểm cuối cùng về mặt phương pháp ở đây là cái phương pháp tiếp cận của chúng tôi hoàn toàn là nó ở góc độ là chụp ảnh lại thực tế, tức là phỏng vấn và ghi lại những cái quan sát được, còn phân tích thì lại là do các cái bác sĩ uh, lâm sàng phân tích. Cái kết quả nghiên cứu đưa ra là 3% bác sĩ tuyến y tế cơ sở chẩn đoán đúng cả năm bệnh uh, cơ bản ở đây có nghĩa là bác sĩ đưa ra tên chẩn đoán đúng theo cái hướng dẫn điều trị hiện hành của Bộ Y tế tuy nhiên là nếu xem xét các cái chẩn đoán ở góc độ chuyên môn mà các cái chuyên gia lâm sàng cho rằng là có thể chấp nhận được thì nó ở là cái tỷ lệ là 56% bác sĩ chẩn đoán đúng cả năm bệnh cơ bản thì thực ra thì đây là một cái con số tôi nghĩ là phản ánh đúng cái bức tranh trên thực tế của y tế cơ sở hiện nay vâng vậy thì thưa bà nguyên nhân vì sao mà lại có cái tình trạng là uh, nhiều bác sĩ ở tuyến cơ sở lại chẩn đoán sai về cái, những cái năm cái dấu hiệu của năm cái bệnh cơ bản như vậy và với cái việc chẩn đoán sai như vậy thì cái hậu quả À, nghiêm trọng hậu quả nó có thể gây ra thì có nghiêm trọng hay không ạ à, Vâng thứ nhất là nguyên nhân nói về nguyên nhân thì cũng cần phải nhìn nguyên nhân ở hai góc độ góc độ thứ nhất là phải nói đến là cái vấn đề đào tạo đào tạo thì à, vì trên trong cái 6 tỉnh mà chúng tôi khảo sát thì nó có 3 tỉnh là thuộc cái tỉnh à, miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên thì à, cái đào tạo này nó cũng liên quan đến cái đào tạo dài hạn ở các khu vực này thì các bác sĩ thì đa số là đào tạo theo cái chương trình là chuyên tu đào tạo từ đào tạo hệ tư liên thông tức là từ y sĩ lên bác sĩ cho nên đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó à, ảnh hưởng tới là cái kiến thức và cái thực hành bác sĩ hạn chế. cái điểm thứ hai nữa cũng phải nói là đến cái đào tạo ngắn hạn. thực ra thì nhận thức được cái tầm quan trọng của đào tạo ngắn hạn thì bộ y tế cũng đã ban hành cái thông tư số 22 năm 2013 về cái hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. thì trên thực tế các địa phương đã thực hiện cái việc là đào tạo ngắn hạn này. thế nhưng mà À, cái việc triển khai chính sách ở các cái cơ sở y tế của các địa phương thì cũng cần phải được thúc đẩy mạnh hơn trong thời gian tới, đặc biệt là cái tuyến y tế cơ sở. Và một cái điểm nữa cần nói trong cái chương trình đào tạo đó là cần thiết phải đổi mới cái chương trình đào tạo để làm sao mà nó đáp ứng được với các cái thay đổi về cái mô hình bệnh tật hiện nay. Trước đây thì là tập trung vào những cái bệnh mà lây nhiễm, rồi những cái bệnh à, nhiễm trùng. Thế còn bây giờ thì nó là cái bệnh mà không lây nhiễm. Ở đây thì À, chủ yếu là những cái bệnh mà không lây nhiễm và nó chiếm tới khoảng 66,3 tổng phần trăm tổng về cái nặng bệnh tật. Thì một cái điểm nữa và nguyên nhân ở đây chúng tôi cũng muốn nhìn nhận cần nhìn nhận đó là nhìn được chính cái cái góc độ của người thầy thuốc. Tức khi đã là người thầy thuốc thì cũng rất là cần thiết phải chú trọng tới cái việc tự đào tạo để cập nhật kiến thức thì cái điểm này là không phải là các bác sĩ nào cũng làm được. Yeah. Thế cho nên là à, với những cái kết quả này thì tôi nghĩ rằng là nó cũng đáng là báo động và trong thời gian tới thì cần phải thúc đẩy một cách rất là mạnh mẽ để triển khai cái chính sách đào tạo liên tục và trong thời gian gần đây thì bộ y tế cũng nhận thức được điều này và cũng đã xây dựng một cái dự án là phát triển nguồn nhân lực y tế uh, vay vốn của ngân hàng thế giới và trong đó thì có hẳn một cái hoạt động một cái cái cái, cái phần độc lập đó là nâng cao cái năng lực của tuyến y tế cơ sở ở tại 15 ừ. tỉnh trong đó là có cái điều chỉnh cái cái đổi mới cái chương trình đào tạo ngắn hạn. Vâng, cái kết quả của cái nghiên cứu vừa rồi thì nó cũng đã cho chúng ta thấy là à, kiến thức của các bác sĩ ở tuyến cơ sở vẫn còn có rất là nhiều khoảng trống đúng không ạ? Vậy thì vừa rồi bà cũng nói là chúng ta thực hiện cái việc nghiên cứu này ở, ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Vậy thì bà có thể cho biết là ở cái vùng miền nào hiện nay thì là kiến thức của các bác sĩ đang có nhiều khoảng trống nhất không? Trong à, 6 tỉnh nghiên cứu thì có Bình Định và Hà Nội là hai cái tỉnh có cái tỷ lệ chuẩn đoán đúng và chỉ định điều trị đúng là cao hơn cả các tỉnh khác. Thế còn thì Điện Biên và Đắk Lắk là hai cái tỉnh mà có cái năng lực thấp hơn thì tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu như vừa nãy tôi cũng vừa trao đổi với đây là hai cái tỉnh mà tỉnh miền núi phía Bắc và cái tỉnh Tây Nguyên. Thế cho nên là cái trình độ của bác sĩ nó cũng có những hạn chế. Vâng, nhưng nghiên cứu bà cũng đã vừa phân tích một vài những cái nguyên nhân của cái việc là có một bộ phận bác sĩ là vẫn không chẩn đoán là những cái bệnh cơ bản. Nhưng tôi cũng được biết là nghiên cứu thì cũng có cho biết là có thậm chí có bác sĩ lại còn kê đơn gây hại cho bệnh nhân. Cụ thể cái gây hại này là mình hiểu như thế nào và nó có nó có phổ biến không và đặc biệt địa phương nào là phổ biến nhất ạ? À, vâng ạ trong cái nghiên cứu này thì đúng là chúng tôi cũng có dùng cái uh, là chúng tôi nói đến cái chuyện là gây hại điều trị gây hại thì thế nào điều trị gây hại bởi vì tôi nêu ví, ví dụ cụ thể luôn thì nó sẽ dễ hơn trong trường hợp này trong cái nghiên cứu của chúng tôi thì đối với tiêu chảy thì trong số những cái bác sĩ mà chẩn đoán tiêu chảy đúng ý, thì có khoảng 19% là bác sĩ kê thuốc có hại cho bệnh nhân cụ thể ở đây là với cái trường hợp mà chúng tôi đưa ra là bệnh nhân uh, trẻ em và tiêu chảy cấp uh, có mất nước nhẹ thì các bác sĩ lại dùng kháng sinh mà trong cái hướng dẫn điều trị thì cái tiêu chảy cấp và mất nước nhẹ thì không dùng kháng sinh ừ. Cái điểm thứ hai nữa là đối với đái tháo đường tuyếp 2 và tăng huyết áp thì trong số những bác sĩ mà chẩn đoán đúng thì có khoảng 40% là bác sĩ kê thuốc chúng tôi dùng có hại ở đây cho bệnh nhân là do sử dụng là lớn hơn hai thuốc hạ đường huyết và thuốc hạ khác. Tức là dùng phối hợp các cái thuốc hạ áp và thuốc hạ đường huyết là lớn hơn hai thuốc thì cái điều này nó cũng gây hại bệnh nhân. Như vậy nhân. bà okay, nói là nó 19% hại. các bác sĩ là kê đơn có hại nó tập trung chủ yếu ở những cái địa bàn nào chúng ta cần quan tâm ạ? Ờ, trong cái kết quả thì nó xảy ra nhiều ở những cái tỉnh dụ như Điện Biên rồi ừ. Đắk Lắk những cái tỉnh mà tôi nói là có cái trình độ mà có cái tỷ lệ bác sĩ chuyên tu tương đối cao. Ở Hà Nội ở... có một trường hợp là như thế không ạ? Ở cũng có những tỷ lệ thấp thôi ạ vâng uh, phóng viên của ch chương trình thì cũng đã có đi tìm hiểu thực tế sau khi, khi mà biết cái thông tin nghiên cứu uh, kết quả nghiên cứu của viện thì cũng được biết ví dụ như là ở các bệnh viện tuyến uh, tuyến tỉnh đấy thì đã có tình trạng ví dụ bác sĩ mà chẩn đoán viêm phổi cho trẻ nhỏ thì có lạm dụng cái gọi là kê cái corticoid thậm chí là dẫn tới tình trạng có những cái trẻ mà bị ngộ độc corticoid không biết là cái tình trạng này nó có, nó có phổ biến trong cái nghiên cứu mà mình ghi nhận được không và tại sao bác sĩ lại lạm dụng cái corticoid như vậy à, trong nghiên cứu này như nãy tôi cũng vừa với trao đổi thì uh, cũng có đến bệnh viêm phổi thì đây cũng là một cái kết quả mà tìm được ở trong nghiên cứu của chúng tôi. Tức là trong số những cái bác sĩ mà chẩn đoán đúng cái bệnh viêm phổi ở trẻ em ý, thì có tới là 69% bác sĩ kê thuốc có hại cho bệnh nhân và cụ thể ở đây là dùng corticoid, cái này là thuốc là corticoid. Và, và tại vì sao nó lại như vậy mà tại vì sao các bác sĩ lại dùng những thuốc này vì trên thực tế thì nó cũng nằm ở trong một trong nguyên nhân đó là cái thói quen kê đơn thuốc của bác sĩ và mục đích thì cũng là để làm danh giảm nhanh các cái triệu chứng cấp tính của bệnh nhân mà nó, mà chưa cân nhắc tới cái tác hại của thuốc và bên cạnh đó thì cũng phải nói đến là cái thiếu về thông thiếu thông tin về thuốc cũng là một cái nguyên nhân mà các bác sĩ có thể là cũng dựa trên các kinh nghiệm và thấy nó giảm các triệu chứng nhanh cho nên là thường dùng. vâng à, bản thân bà là một người mà vừa tiến hành những cái nghiên cứu mà cũng đồng thời là một người đề xuất ra những cái chính sách liên quan đến y tế vậy thì bà có nghĩ là để có thể giải quyết được cái tình trạng này thì nó sẽ khó hay là dễ? thực ra thì nó không dễ nhưng mà không có nghĩa là không làm được nó cái để mà nâng cao được cái năng lực của tuyến y tế cơ sở thì nó đòi hỏi phải có các cái giải pháp một cách đồng bộ và phải uh, uh, không thể ngày một ngày hai mà chúng ta làm được đối với một số nước ngay như thái lan là phải mất một chục năm người ta mới làm được nhưng mà điều đó có nghĩa là chúng ta kiên trì chúng ta quyết tâm và có cái sự ủng hộ sự cam kết cao của lãnh đạo bộ y tế cũng như là của các bộ ngành liên quan và đặc biệt của chính quyền địa phương thì tôi nghĩ là làm được ừ. còn liên quan đến các cái giải pháp cụ thể để mà có thể làm được thì như vậy tôi cũng vừa mới trao đổi phải cần cái giải pháp rất đồng bộ bao gồm từ cái việc là đổi mới cái cơ chế hoạt động theo cái hướng là ưu tiên đầu tư và nâng cao cái hiệu quả hoạt động của cái tuyến y tế cơ sở đó là ở tuyến xã và tuyến huyện trong cung ứng các cái dịch vụ trong thời ban đầu. Thứ hai nữa, cái giải pháp thứ hai cũng rất quan trọng đó là đổi mới về cơ chế tài chính cho y tế cơ sở. Điều này rất quan trọng, nó phải thể hiện được ở hai cái mặt. Một là tăng nguồn tài chính từ ngân sách cho cái y tế tuyến cơ sở theo cái hướng là tăng đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách cho tuyến huyện và tuyến xã và cho cái y tế dự phòng. Và đặc biệt nữa là cần phải đổi mới cái phương thức chi trả bởi vì đổi cái phương thức chi trả phù hợp nó sẽ làm khuyến khích các cái cán bộ y tế người ta à, cung ứng các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu à. và đào tạo nguồn nhân lực được. là một điểm không thể không thể thiếu đặc biệt là phải đổi mới cái chương trình đào tạo dựa trên các yêu cầu về mặt năng lực để đáp ứng được cái sự thay đổi mô hình bệnh tật hiện nay. À. Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ Mai Oanh đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. À, thưa quý vị, số liệu của Bộ Y tế thì cũng cho thấy là 70% số bệnh nhân vượt tuyến ở trung ương có thể điều trị ngay ở tuyến dưới. Điển hình như là bệnh viêm họng thì hoàn toàn là có thể chữa được ở tuyến xã, nhưng mà người dân thì vẫn cứ vượt lên tuyến trên để chữa trị do họ thiếu tin tưởng vào các dịch vụ y tế cơ sở. À, tuy nhiên thì cần phải nhìn nhận lại khi mà chất lượng y tế ở tuyến cơ sở còn nhiều bất cập như hiện nay thì không thể bắt người dân đặt sự an toàn của mình tại đó. Và chừng nào chưa giải quyết được bài toán nâng cao chất lượng y tế tuyến dưới thì chừng đó tình trạng quá tải ở tuyến trên sẽ vẫn còn đi vào bế tắc. Vâng một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ của tiến, thị, tiến sĩ Trần Thị Mai Oanh với khán giả của chào buổi tối. Và thời lượng của chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.